Bí mật của những cuộc đời. Kỳ 10. Đấy mới là bi kịch của cán bộ thời nay. Công chức nhà nước ai cũng đi làm, nhưng chẳng ai làm việc hết sức cả. Không làm việc nhưng vẫn có lương. Ai cũng có lương nhưng lương không đủ sống. Lương không đủ sống nhưng ai cũng vẫn sống, và thậm chí sống khỏe, sống một cách giàu có. Ngoài phòng trực ban khu biệt giam, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 35 phút, trời bắt đầu chuyển gió, mưa rào đổ xuống sầm sập. Ngọn gió se lạnh đầu mùa mang theo hơi nước dịu dàng luồn qua lỗ cửa tò vò trên xác trần buồng giam, làm cho mạng nhện bám trên đó rung rung. Lần khoan khoái vương ngực hít từng sợi gió hiếm hoi, nét mặt lân giãn ra non thanh thản đến lạ lùng. Mùa đông đến là những tháng ngày như thế nào nhỉ? Đó là ngày mùa gió đông bắc thổi cuốn bay những đống tro trên những cánh đồng trơ gốc rạ sau ngày gặt vụ mùa. Trên những cành xoan khẳng khiu treo lủng lẳng những chùm quả vàng, là có những con chim chào mào đứng co ro, xù lông đứng giữ hơi ấm. Đó là những ngày nước con sông đấy càng kiệt trong xanh. Dưới bến sông, từng đàn cá mương nổi lên, nhao nhao nhặt nhạnh thức ăn từ những rổ rau cải, rau cần của người dân ven thị xã. Nghĩ đến đàn cá mương, Lân lại nhớ cái cảm giác nhoi nhói khi đàn cá lao vào, rứt những mụn ghẻ trên người. Ngày còn bé, Lân bị ghẻ cờn ghẻ càng, tắm nước lá xoan không khỏi, và mỗi lần nặng nốt ghẻ rồi lấy mũi kim dò tìm bắt con ghẻ là một cực hình. Thế là Lân ra sông, ngâm mình xuống và để cho làn cá mương rỉ những vảy ghẻ. Đầu tiên thì cũng đau, nhưng rồi quen thì lại thấy thích thú. Đó là những ngày sau bữa ăn tối, khi là ngô bung, khi thì cơm đột khoai hay là đột củ rong gì, mà cũng chẳng mấy khi được ấm bụng. Bốn anh em Lân quấn lấy nhau trên ổ rơm và đắp chung nhau một chiếc chăn già đã rách tướp. Gió bắc lùa hung hút sắc như dao, cứa qua vết nứt của những mái nhà thân bằng rơm trộn bụng. Sương từ những mái tranh gieo xuống tàu chuối sau nhà lợp bợp, nghe giá buốt. Bố của Lân ngồi đọc Luận Ngữ của Khổng Tử, thỉnh thoảng lại thở dài nào ruột. Đó là những ngày mấy anh em ngồi quanh bếp lửa, ném những hạt thóc nếp mới đi mót ngoài đông về. Sau một tiếng nổ bụt ấm áp, hạt thóc nở bung ra trắng muốt. Nhặt vội hạt bỏng bỏ vào lòng bàn tay, rồi mặc kệ những làn tro xám còn bám quanh vỏ trấu. Lần ném vào miệng rồi nhăn vỏ trấu thổi phù ra ngoài. Mùa đông đó là những ngày Lân lê bàn chân nẻ nứt, toát rướm máu, lặn lội trên cánh đồng trũng tìm bắt những con cá rét cống đờ ra. Bây giờ hình như mùa đông đến hờ hững hơn. Sự no đủ, sự dư thừa, cái mặt đối với những người như Lân đã làm cho mùa đông trở nên thi vị hơn, thích thú hơn và đáng yêu hơn. Ngoài phòng trực ban, quản giáo tự hỏi một sĩ quan thiếu tá là đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ. Thế nào, chiều nay làm công tác tư tưởng cho hai cậu kia ra sao? Dạ, nói thế nào cũng không được ạ. Hóa ra là tuần sau đi thi hành án tử hình 7 đứa buôn ma túy lần trước. Một cậu thì ốm mất 3 ngày, một cậu thì sợ không ăn được,
và xuống mất 3 cân. Cô vợ ở nhà thì tuyên bố là sẽ ly dị nếu như mà còn tham gia thi hành án tử anh. Quản giáo Từ lắc đầu. Sao mà chúng nó dại dột thế? Kể với gia đình để làm gì chứ? Tôi á là quản giáo của cô C này hơn chục năm. Vợ con muốn chỉ biết là mình đi cai quản một đội phạm nhân tự giác, đi nuôi lợn trồng rau thôi. Dạ, tụi nó có kể đâu anh. Báo chí thì tường thuật buổi thi hành án, rồi kể tên ra. Thế là các bà vợ làm ôm sờm lên. Được rồi, vậy ngày mai ai làm việc đó? Dạ thì ban chỉ huy đội phải làm việc đó đó anh. Biết là như vậy, nhưng mà ông phải nghĩ là như thế này nè. Ông Vân á, là khi người ta là đã phải chết thì ông Vân ông giúp cho người ta chết sớm giờ nào thì hay giờ đó, ông hiểu không? Dạ thì cũng cố nghĩ như vậy đó anh, nhưng mà đâu có đơn giản đâu. Thế mới biết là ông Vân ông có bộ thần kinh thép đó anh. Hôm nọ có tay nhà báo tới hỏi ông Vân. Ông ta thống kê là từ năm 1970 tới nay thì ông Vân đã tham gia thi hành án tử hình hơn 400 tên tội phạm rồi. Dạ ơi, kinh khủng khiếp vậy đó hả? Thế mà ông ấy vẫn lãng mạn ra phết ấy. Vẫn tham gia hội diễn văn nghệ nè. Ông ấy còn khéo nhị và hát sẩm hay đáo để đó. Cách đây 7 năm lại còn bộ bệnh lung tung cả. Rồi không hiểu sao cao vợ lẫn bồ cuối cùng lại quý nhau. Ông ấy ốm nằm viện, vợ đến chăm ban ngày, còn bồ thì chăm ban đêm. Anh đội trưởng cười khoái chí rồi hỏi. Hay như vậy hả? Hồi nãy đi kiểm tra thằng Lâm thế nào rồi anh? Nó đọc Tam Quốc cho thằng Cao ở vùng bên nghe. Theo ông nghĩ á, nếu như thằng Lâm mà bị tử hình thì ai sẽ là người vui mừng tiếp theo? Dạ tôi thì không biết rõ, nhưng mà hôm nọ nghe đội trưởng trọng án của phòng cảnh sát điều tra nói thì chắc chắn là có hai người đang mong ngày mong đêm cho thằng Lân chết. Đó là Tây Hoàng và Lão Thạc, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế đó. Vụ án này mới chỉ xử ngọn mà không xử gốc. Vị đội trưởng cảnh sát bảo vệ nói. Lẽ ra là phải quy trách nhiệm cho việc ai đề bạt nó từ một thằng bán thịt lên làm giám đốc tổng công ty Hoa Ban Trắng. Dạ. Ông lại vì cách điều tra xét xử của nhà mình chứ, chỉ dám tắm từ vai trở xuống thôi. Lân vẫn nằm, một tay vòng lên đầu gối, còn một tay cầm nửa lưỡi dao lam. Ngày xưa có một lần bố tôi bảo rằng tử vi của tôi xấu lắm, bạo phát bạo tàn. Tôi cũng được học xem tử vi, được học xem bói dịch, và tôi có thể tự hào vỗ ngực mà rằng tôi xem không đến nỗi nào. Và có lẽ nhờ biết xem tử vi mà tôi đã được một người nâng đỡ, đó là ông Thạc. Khi ông ấy mới chỉ là phó cục trưởng, lần đó khi ông về tỉnh tôi làm việc để triển khai dự án xây dựng khu kinh tế ở ba huyện miền núi. Lâm đang ở nhà ông Hiển đánh máy cho ông một công văn để gửi chính phủ. Lâm kê chiếc máy tính xách tay đời mới lên đùi. Dạ, bố cứ đọc từ từ thôi ạ. Còn có phải nhân viên đánh máy chuyên nghiệp đâu. Rồi rồi, được rồi. Tới đâu rồi nhỉ? Như thế này đi. Việc chính phủ quyết định đầu tư cho ba huyện miền núi 503 tỷ đồng để xây dựng khu kinh tế mới là một chủ trương lớn rất hợp lòng dân.
Đảng bộ chính quyền tỉnh Nam Sơn rất vui mừng và đang có những triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn đầu tư. Ông Hiển dừng lại, nhấp ngụm nước rồi nói: "À, mà nè, con chuẩn bị tối nay tiếp ông Thạc với bố nha. Ông này quan trọng lắm. Ổng là phó cục trưởng cục đầu tư cơ bản đó. Lúc nãy tao mời ông ấy đến nhà, ông ấy cũng chưa nhận lời đâu. Mày chuẩn bị cho bố một loạt cao hổ cốt đi, một cái mặt gấu và chắc thêm 100.000 nữa đi con." "Dạ, chuyện ông Thạc bố cứ để con lo cho. Còn mấy cái lạng cao cốt bố cứ để mà dùng đi. Còn có cái loại cao khác biếu ông ấy thêm ít tiền nữa." "Mà mình gặp ở chỗ nào hả bố?" "Ông ấy muốn tới nhà mình con à. Tiền có rớt về không á là cũng phải nhờ mừng của lão ấy đấy. Mày không biết chứ, để có một dự án được hưởng tiền từ ngân sách nhà nước, chi phí vào đó cũng tốn vô cùng đó con à. Chi riêng cho chi cho các đoàn khảo sát lập dự án của Bộ Nông nghiệp nè, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng, từ đầu năm tới giờ cũng hết cả 100.000.000 đó con. Dự án thì chưa ký, tiền thì chưa thấy, nhưng mà suốt ngày có điện thoại rồi thư từ về giới thiệu công ty nọ công ty kia. Bố cũng tính rồi, mình ăn cả thì không được con à, cũng phải xẻ cho một số công ty của mấy bộ gửi một nửa số việc, còn thì tỉnh giữ lại cho các công ty của tỉnh chứ. Mày là phải thận trọng với công ty của thằng Thư đó. Nó tuy là công ty tư nhân nhưng mà thế lực của nó tốt. Nó là cháu gọi ông Nam bằng cậu, vì thế chỗ nào nó cũng quen biết. 5 năm trước nó lập công ty, số vốn chỉ có 300.000.000, thế mà bây giờ có gần 20 tỷ đó con. Ta biết là ông Nam sẽ tung con bài đấu thầu này đó." "Dạ bố." "Dạ, con có chơi với thằng Thư nhưng mà không có thân lắm. Hai đứa chơi với nhau ở mức nào?" "Dạ thì cũng vừa phải thôi bố, nhưng mà quả thật nó là đứa rất là biết làm ăn." Vừa lúc đó có tiếng còi ô tô, ông Hiển biết là ông Thạc tới, liền vội chạy ra đón. Ông Thạc bắt tay ông Hiển với thái độ ẻ oải và nét mặt có vẻ khó chịu. Ông Hiển bèn đòn đả: "Dạ, em mời anh ở nhà." Ông Thạc vào nhà và với vẻ rất bề trên, ông nhìn quanh rồi gật gù: "Chà, nhà chủ tịch tỉnh mà nôm giản dị thế này à, cũng là vị quan thanh liêm đây." Ông Hiển cười nói một cách bộ bạ: "Em không dám nhận là quan thanh liêm đâu anh. Nếu mà thật sự thì thanh liêm thì chắc chả có nhà mà ở, chứ đừng nói là tôi có ngôi nhà to như thế này anh à." Chú nói cũng đúng. Đấy mới là bi kịch của cán bộ thời nay. Công chức nhà nước ai cũng đi làm, nhưng mà không có ai làm việc hết sức cả. Không làm việc nhưng vẫn có lương. Ai thì cũng có lương, nhưng lương thì không đủ sống. Lương thì không đủ sống, nhưng ai cũng vẫn sống, và thậm chí là sống khỏe, sống giàu có chứ. Anh có biết á, tại cuộc họp chính phủ tháng vừa rồi, Thủ tướng đã phải kêu lên là vì thất thoát quá lớn trong cái đầu tư xây dựng cơ bản, khoảng trên 20%. Vậy thì hỏi tiền đó đi đâu? Chả lẽ mang đi cúng chùa? Nói rồi ông Thạc giơ tay lên trời với điệu bộ rất tay. Ông Hiển bèn gọi Lân: "Lân ơi, bác Thạc đến chơi này con." Từ trong buồng Lân chạy ra chào: "Dạ, con chào bác à." "Con trai anh đấy hả?" "Dạ, cháu lớn của em đó anh."
Thảo nào giống bố thế. Ông Thạc nói đại bôi, mặc dù khuôn mặt ông Hiển và Lân khác nhau xa. Rồi ông hỏi tiếp, thế anh chàng này đang làm gì? Dạ, cháu nó tốt nghiệp đại học ngoại thương anh. Tôi không cho làm ở Hà Nội mà bắt về tỉnh. Giờ đang làm phó giám đốc của công ty Hoa Ban Trắng anh ạ. Ông Thạc trầm ngâm. Dự án chính phủ duyệt xong, anh phải cho khẩn trương triển khai ngay. Nên chọn lấy vài ba công ty có kinh nghiệm nha, có bề dày, đảm nhiệm ở những việc khó. Rút bài học từ cái vụ án tham ô của công ty Mường Mày. Chỗ nào ngon thì các công ty của tỉnh chia nhau xê hết. Đến lúc gặp các cái việc khó thì các công ty của bộ bỏ chạy, thế là tắt. Cấp trên dục thì bảo nhau làm báo cáo. Vừa rồi thủ tướng kỷ luật chủ tịch tỉnh ở mức cách chức là nhẹ lắm rồi đó nha. Dạ, anh cứ yên tâm ạ. Chúng tôi sẽ lấy cái vụ án Mường Mày làm bài học cho mình ạ. Lân pha cho ông Thạc một ly sữa nóng. Dạ, con mời chú. Chú uống cái cốc sữa này cho đỡ đói bụng ạ. Ông Thạc ngạc nhiên. Hả? Sao cậu biết tôi đau bụng? Dạ thì lúc chú vào cổng á, cháu thấy chú cứ ấm cái ngón tay vào cái mỏ ác, nét mặt thì hơi nhăn nhó. Chắc là đó là cái triệu chứng của đau bụng thường vị đó chú. thằng này giỏi. Ông Thạc thốt lên. Đúng là chú bị đau đến hơn chục năm rồi, chữa kiểu gì cũng không khỏi cả. Lân cười to. Dạ, nếu mà chú không chê thì cháu xin chữa cho chú. Nếu mà quá một tháng mà không khỏi thì cháu xin đền cho chú. Đùa với chú đó hả con? Lúc đó thì tôi to cả rồi, anh lấy cái gì mà đền đây? Dạ không đâu, chú còn thọ lâu, rất là lâu á. Cháu sẽ lấy thuốc cho chú. Còn chiều nay chú cứ ở đây uống rượu thoải mái với bố cháu. Mai mới bắt đầu uống thuốc. Cháu xin lỗi chú. Chú có nhớ ngày sinh tháng đẻ của mình không? Anh hỏi để làm gì? Dạ, cháu muốn lập cho chú một cái bảng tử vi, rồi xem mệnh của chú thế nào. Nói thật, nếu mệnh hết thì chú uống thuốc gì thì cũng vô ích thôi ạ. Ông Hiển tán tụng thêm. Ông anh à, nó xem tử vi và bói dịch khá lắm đó anh. Cũng lạ nha, thanh niên như cậu mà biết xem tử vi và bói dịch. Tôi thì cứ tưởng các cậu chỉ giỏi học những thứ ăn nhanh chứ. Dạ không đâu bác, ngày xưa thầy của cháu dạy cho cháu xem tử vi và bói dịch cũng là để sau này nếu có bề gì thì còn kiếm được miếng cơm mà ăn. Cũng hay thật. Đã có thời tưởng như là bói toán đi lễ chùa chiền là đi vào dĩ vãng, thế mà nay lại bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghe nói là cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang điều tra một vụ tham ô ở Tổng Công ty Dịch vụ Nông nghiệp số 2. Chỉ riêng cái tiền mà bà giám đốc đi lễ chùa mỗi năm cũng gần 500 triệu đó. Hả? Cái gì? Ông Hiển tròn mắt. 500 triệu tiền đi lễ hả? Vậy đó chứ. Thế mới gọi là đút tiền nhà nước. Nói rồi, ông Thạc mở cặp lấy ra hai bản tử vi. Đây, một bản là làm bằng máy tính điện tử, bản còn lại là do ông giáo sư Quốc lập cho. Nhưng mà mỗi ông thì
giải theo một cách. Lân cầm bản tử vi được lập bằng máy tính. Dạ thưa bác, lập tử vi thì không khó, máy tính thì lập rất là chuẩn, nếu như mà mình nhớ chính xác ngày giờ sinh. Cho nên cháu sẽ xem cho chú bằng cái bảng này. Lân chăm chú xem rồi bắt đầu nói một cách ngân nga. Năm ngoái chú bị phục binh chính chiếu, cho nên làm gì cũng bị trắc trở. Người mà phá chú ác nhất chính là cấp trên trực tiếp của chú. Năm nay chú có thái âm nè, thái dương nè, vô chính diệu sáng rực, mà lại có thái dương cương ngọt, cho nên sáng lắm. Tháng 5 âm lịch này chú sẽ được đề bạt, mà rất nhẹ nhàng nha. Bất chiến tự nhiên thành chú à. Chà, chú sẽ đứng dưới một người và đứng trên muôn người ở bộ phát triển kinh tế. Thành công đến bất ngờ vào lúc chú không ngờ tới đó chú ạ. Ông Thạc sung sướng đến đỏ mặt. Mày nói đúng quá. Năm ngoái cái lão cục trưởng chơi chú mấy quả sát ván luôn. Dạ, mệnh của chú cao lắm chú. Có tử vi đứng cung mệnh, kẻ nào hại chú một thì phải chịu họa 10. Nếu vậy thì còn đoán là tháng 4 này lão cục trưởng chắc chắn là sẽ bị đứt đó chứ. Đứt hả? Đứt về cái gì? Còn thấy phi bệnh tật thì họa từ mồm. À mà này, chú là người đào hoa lắm đó nha. Chú mày giỏi quá. Lão cục trưởng của chú đang ung thư giai đoạn cuối kìa. Mà mày mới nói cái gì? Chú đào hoa hả? Cũng lạ. Chú thì không đẹp trai, ăn nói thì nhát mồm. Vậy mà đúng là cũng có khúc cô phải lòng đó. Ông Hiển đưa đẩy theo. Anh nói sao chứ, anh mà không có vóc đào hoa thì còn ai? Lân hỏi lại. Dạ cháu ghi lại cho chú từng tháng nha. Thế thì tốt quá. Cháu cứ xem thật kỹ cho chú, nhất là cái tai họa giáng vào tháng nào. Nè ông Hiển, ra ngoài này gặp tôi. Tôi có chút chuyện cần trao đổi với ông. Hai người ra ngoài sảnh và nói chuyện với nhau. Nét mặt của cả hai đều lộ vẻ căng thẳng. Lân xem đủ cho ông cả các tháng còn lại của năm, và cuối cùng gạch chân từng dòng chữ viết in hoa. Tháng chạp năm nay sẽ được vinh thăng bất ngờ với một chức vụ cao hơn ngoài dự mong muốn. Ông Thạc và Hiển quay vào. Hai người hình như đã bàn xong một việc lớn, cho nên họ vui vẻ lắm. Lân đưa cho ông Thạc bản tử vi. Ông xem và nét mặt rạng rỡ. Lần đầu tiên có người giải tử vi cho chú kỹ lưỡng và bài bản như con đó. Ông vỗ vai Lân. Nè, tôi và bố của anh đã bàn kỹ một việc rồi, trong đó có phần của công ty anh. Dạ, công ty của cháu làm sao hả chú? Chú thấy là phải nâng cấp lên thành tổng công ty, và cháu sẽ phải nắm chức tổng giám đốc. Không gì tin cậy hơn là chính người trong nhà. Thời buổi này phức tạp, các cái mối quan hệ thì đan xen, các lợi ích kinh tế thì thật chồng chéo. Nếu mà chọn cán bộ không đúng, không chừng ăn không được mà sẽ rước họ vào thân đó con ạ. Ông Hiển nói tiếp theo. Bố bàn với chú Thạc rồi. Chú Thạc sẽ cho mày đi học một lớp quản lý kinh doanh ở Singapore trong 3 tháng. Tuần tới làm thủ tục đi. Còn việc ở nhà bố sẽ lo.
Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu D chỉ 8:30. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa giăng giăng trên những hàng rào dây thép gai. Mưa quất rào rào xuống những tàu lá chuối ở hàng chuối sát bên tường trạm giam. Trong phòng giam, Lân vẫn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Một tháng sau đó, ông cục trưởng của ông Thạc chết vì ung thư gan. Ông Thạc được lên thay và rồi được đưa lên danh sách chọn nguồn thứ trưởng. Thế là tôi trở thành người được ông yêu quý đặc biệt. Bất kỳ việc lớn việc bé gì, ông đều nhờ tôi xem bói trước. Và không chỉ có thế, ông còn giới thiệu người đến để cho tôi xem tử vi. Trong con mắt của nhiều người thì tôi đã trở thành một kẻ có thế lực. Tôi cứ tưởng từ nay con đường quan lộ trải rộng thênh thang trước mắt. Nhưng hóa ra thế là chưa đủ. Có những người phụ nữ thông minh sắc sảo đến mức lạ kỳ. Thúy là một trong những người như thế. Có thể nói là vì ở một cơ quan lãnh đạo cao nhất tỉnh, cho nên Thúy đã nhìn mọi việc xa hơn tôi nhiều. Hết kỳ 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi series Bí mật của những cuộc đời kỳ tiếp theo vào 21 giờ tối các ngày thứ năm hàng tuần tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Khuê đi, Nguyễn Như Phong, người đọc Ý Trần.